Thầy chào các em. Có bạn nào vào xem chưa nhở? Tương tác với thầy nhé. Alo, chào các em. Chưa có bạn nào vào xem cả. Gì nhỉ? 9:30 của tối thứ tư hàng tuần thì thầy sẽ live stream chữa các đề thi thử hay. Đồng thời thì giúp các em ôn tập tốt, được chưa? Ok rồi, có bạn vào xem rồi. Bạn nào vào xem rồi thì tương tác với thầy nhé. Bạn nào vào xem rồi thì gì nhỉ? Tương tác với thầy, thầy sẽ Long E Com Nguyễn Tuệ vào xem rồi. Chào các em. Tuần này thầy sẽ live stream đề tổng ôn thứ hai, đó là đề của trường Trung học phổ thông Thăng Long. Tuần trước thì thầy đã live stream một đề rồi. Còn tuần này thì thầy sẽ live đề thứ hai. Được chưa ạ? Chào Long Ecom. Chào các em, chào Nguyễn Việt Tùng. Cảm ơn các em đã tán thêm các bạn vào cho các bạn xem cùng. Link của đề này ấy, thì thầy có gắn ở trong status. Được chưa? Thì chúng ta vào trong status và chúng ta kích vào cái link đấy thì các em sẽ xem được đề. Chào Phương Minh, chào em. Chào Nguyễn Công Triều. Chào em. Bạn nào vào rồi thì chào nhau tí nha. Zin này là Facebook của bạn nào nhỉ? Chết thật. Hình như là Facebook của học sinh cũ thì phải. Chào Nhi. Bạn nào vào rồi thì chào nhau tí nhá. Khoảng chắc là hơn 200 bạn một tí. Thì thầy sẽ like. Chào Dương Tiến Đạt. Thầy không xem đá bóng hả? Có chứ. Đá bóng 11 giờ mới đá thì chắc là thầy like khoảng 1 tiếng. Nên 10 rưỡi sau đó thầy đi xem đá bóng. Nếu là vô địch thì chắc là thầy sẽ đi quẩy luôn vậy. Thầy có nhớ em không? Thầy có nhớ. Thầy rất là nhớ em. Thầy biết em rồi, thầy biết Facebook của em rồi. Cô bé có người yêu đi học cùng. Chào Trương Minh Tuấn. Đến học thầy còn đọc sai tên em. Ninh Việt Tung. Chào Tung, Tung học Kim Liên. Chào Phúc. Chào em. Đề này được đánh giá thì nói chung cái mức độ thì nó không quá khó, nhưng mà nó giúp các em tổng ôn cũng khá được là nhiều, tức là giữ đụng đến nhiều kiến thức. Thầy nghĩ là phần lý thuyết và phần bài tập thì cũng rất là nhiều kiến thức đụng đến, được chưa? Nên là thầy nghĩ là tốt cho các em thôi ạ. Đề này có 5 câu căng phết à? Ở chủ nhật Kim Liên thi thử thì tuần sau thầy sẽ chừa đề thi thử của Kim Liên. Thì tuần này thầy lại chừa đề thi thử của gì nhà Trang Minh. Quân thầy sao lại không nhớ Quân được. Ngày nào thì đâu tuần nào chả thầy chả nhìn thấy em hai lần. Chào Tuyết Ngân. Rồi. Chúng ta vừa gì nhỉ? Chúng ta giúp thầy một việc đó là các bạn nào rảnh đi xem về tường giúp thầy tí nhá. Xem về tường hoặc là xem vào cả group để cho các bạn vào xem đông đông một chút cho các bạn học nhiều một tí. Bạn nào chưa có đề thì vào trong status của thầy mà xem đề nhá. Chào bé vui vẻ, có những cái tên Facebook rất là hay. Trong cái status mà thầy vừa đăng ấy, và lấy đề về cho thầy nhá. Mà giờ em mới học lý thì làm thế nào? Thì học thôi em, chứ làm thế nào nữa. Tập trung là đủ hết. Sao không chào em? Chào Tuyệt Ngân. Thế lúc này thầy nhớ là thầy chào em đâu nhỉ? Chào Quỳnh Hương. Một giờ tới, một giờ thầy bảo tới sáng. Thôi mệt lắm, con giữ sức để mà con cay dạy cả em nữa. Rồi thầy chào cả em. Chào Yến, chào Hải Yến. Thôi chào nhiều quá rồi nhờ. Em giờ bắt đầu học lý học thế nào? Quyết tâm là được, không vấn đề gì cả đâu. Em cứ học lại từ đâu nhá. Chào Hoàng Ngô. Thầy xuống ngay gọi em là Tuấn à. Thầy gọi Quân mà. Thầy nhớ bảo chứ nhờ. Được rồi. Thì bây giờ thế này nhá, đề thì khá là dài, được chưa? Nên là thầy nói lại một lần nữa nhá. Nếu như dành cho những bạn lần đầu tiên xem thầy live mà chưa biết đến thầy, thì thầy tên đầy đủ là đúng như tên Facebook của thầy luôn, Ngô Thái Ngọ, được chưa? Thầy dạy offline tại số 8 ngõ 17 Tào Công Biểu. Còn thầy thì thầy dạy online tại gì ạ? Học24h.vn. Chúng ta gì nhỉ, sẽ tán các bạn vào cho các bạn xem cùng, những đứa bạn hoặc những đứa người yêu của các em đấy. Chào Thu Anh. Đề này đây, đề Thăng Long thì nó được đánh giá là tổng hợp được khá là nhiều kiến thức, được chưa? Học sinh online chào thầy. Chào em học sinh online của thầy. Thầy sẽ chữa đề này. Bạn nào chưa có đề thì có thể lấy đề ở trong status của thầy, được chưa? Hàng tuần thì thầy sẽ like.
Được rồi, thế thầy bắt đầu nhé. Các bạn trước khi để bắt đầu cho nó hiệu quả ấy, thì các em giúp thầy một việc, đó là chúng ta lấy vở nháp. Rồi là chúng ta lấy cả cái gì nữa nhỉ? Lấy cả nháp, lấy cả gì nhỉ? Cả bút đúng không? Cả gì nhỉ? Máy tính. Lát cùng làm với thầy. Được chưa? Rồi ok. Thầy bắt đầu chữa nhá. Chắc là cũng bắt đầu thôi nhỉ. Bạn nào về vào muộn thì gì nhỉ? Tán các bạn vào giúp thầy và xem về tường mà học, được không? Chào A Giang. Xem thầy rất là nhiệt tình. Được rồi. Bắt đầu các em nhá. Bút trong chưa? Rồi, chuẩn bị lên 200 rồi, trên 200 rồi. Ok, cố lên. Trên 200 thầy sẽ bắt đầu. Được chưa? Chào Hiền. Bắt đầu nhá. Thầy bắt đầu nhá. Hello Giang. Bắt đầu nhá các em. Hai âm câu 1 luôn nhá. Chúng ta bắt đầu câu 1 nào. Hai âm khác nhau về âm sắc thì sẽ khác nhau về cái gì? Thì tất nhiên âm sắc thì nó chỉ phụ thuộc vào tần số đúng chưa? Vậy hai âm khác nhau về âm sắc thì chắc chắn là khác nhau về tần số rồi. 1D. Được chưa các em nhá? Câu 2 này. Đầu áo của một dây cao su căng ngang được làm sao đó cho nó dao động ở chu kỳ T theo phương vuông góc với dây. Sau khoảng thời gian là 2 chu kỳ thì sóng truyền đi được là 4m. Dọc trên dây thì bước sóng là gì? Câu này dễ đúng chưa các em? Bước sóng được định nghĩa là gì ạ? Là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ. Ở đây trong 2 chu kỳ nó truyền được 4m thì chắc chắn là trong một chu kỳ nó truyền được 2m. Vậy bước sóng là 2, đúng chưa? Rất là dễ đúng chưa các em? Câu 3. Một mạch điện chỉ có một trong 3 phân tử là điện trở thuần, tụ điện hoặc là cuộn dây. Ở đây người ta cũng chả bảo là cuộn dây thuần cảm đây này. Được chưa? Biết rằng là đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời có biểu thức là một thằng là có biểu thức này và một thằng có biểu thức này. Thì nhìn thằng hai thằng này ấy thì chắc chắn chúng ta biết được một điều, đó là gì ạ? Cường độ dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc 90. Vậy chúng ta có y nằm ngang này. Còn hiệu điện thế thì nó nhánh hơn một góc 90 này. Đúng chưa các em nhỉ? Vậy thì hiệu điện thế nhánh hơn một góc 90 thì mạch này nó sẽ chứa cái gì ạ? Cuộn dây thuần cảm 3A, đúng rồi. Nhiều bạn đúng rồi đấy. 2A 3A. Rồi. Câu 4. Một con lắc lò xo dao động với chu kỳ T bằng 0,4 giây, độ cứng là 100 khối lượng. Câu này thì tất nhiên chỉ cần nhớ công thức T bằng 2 pi căn m chia k đúng chưa? Và từ đấy chúng ta từ bấm ra được cái gì các em nhỉ? M. Thì thầy bấm với các em nhé. Ở đây là T bằng 2 pi căn m chia k thì T đồng mấy? 0,4 chia 2 chia pi 0,4 chia 2 thì có bình. Cái này chúng ta tự bấm được nhé. Bình chia cho 10 bằng nhân 100 bằng nó được 0,4 kg đây nha các em. C. Đúng chưa các em nhá? 3A 4C. Đúng rồi. Tiếp nào. Tiếp các em nhé. Câu 5 nào. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình tại thời điểm T bằng 0,5 giây thì chất điểm có tọa độ. Câu này chỉ cần thay T vào được đúng không? Chúng ta thay vào nhầm luôn nhé. Đây là 2 nhân pi nhân 0,5 đúng không ạ? Mà 2 nhân pi nhân 0,5 thì nó ra được là 1 đúng chưa các em nhá? 1 trừ đi cho 1/3 là 2/3, cốt của 2 pi nhân 3. Cốt của 2 pi nhân 3 thì nó ra được là -1/2. Vậy cái này bằng -3. Đúng rồi. Đúng chưa các em nhá? Câu 5 là gì? -3, đúng chưa các em? Câu 6. Đúng thứ ba nhỉ? Thầy nhầm đúng nhỉ? 2 nhân pi là 0,5 pi 1/2. Đúng rồi đấy. -3 đúng rồi. Cho một mạch dao động có gì ạ? Xoáy chiều y bằng 3, cốt 120 pi, tần số dễ đúng chưa các em? Lấy tần số góc mà chia 2 pi thì ra tần số. Vậy tần số chúng ta nó sẽ bằng là 60 đúng chưa? Đấy, 6 ra gì? 6C à? Chết thật, đọc D cẩn thận nhá. Đừng có làm nhanh quá, 6B em nhá. Rồi. Câu 7, mấy câu đầu dễ chúng ta làm nhanh một tí nha các em. Rồi. Chúng ta xem về tường giúp thầy, với xem về cho các bạn xem nhé. Tán thêm bản thân vào cho các bạn xem nữa. Rồi, bạn đạt 6B. Bạn giỏi thật đấy nhỉ. Tiếp này. Trong mạch điện xoay chiều gồm có 3 phân tử là R, L, C, cuộn dây thuần cảm. Thì mắc nổi tiếp thì người ta bảo là UC luôn nhanh phan Y. Thì chúng ta có Y nằm ngang này. Đây là UL này. Đây là UR này. Và đây là UC. Cuộn dây thuần cảm thì UL nó sẽ là UZ luôn đúng chưa các em? UC luôn nhanh phan Y thì câu này sai này. UR luôn cùng pha Y. Đúng luôn. Khỏi phải đọc những câu sau. Đúng chưa? B. 7B đúng rồi, chuẩn. Chúng ta next sang nhé các em. Câu khác nha. Đấy. Chúng ta next sang câu khác. Nghe nào. Câu 8. Mấy câu đầu dễ chúng ta làm nhanh một tí nhé các em. Cường độ dòng điện hiệu dùng là 2 căn 2 cốt 120pt. Nếu dùng ampe kế nhiệt đó được cường độ dòng điện thì trên mạch ampe kế nhiệt chỉ giá trị là bao nhiêu?
Thì chúng ta nhớ cho thầy một đặc điểm đó là ám bách kế thì nó sẽ chỉ cái gì các em nhỉ? Ám bách kế thì nó sẽ chỉ giá trị hiệu dụng, và giá trị hiệu dụng đấy là 2 ampe C. Đúng chưa các em? Câu 3. Đơn vị của tư thông ký hiệu là phi đúng chưa? Và volt là đơn vị của hiệu điện thế này. Tesla là đơn vị của cảm ứng từ này. Đây là U này. Henry là đơn vị của cái gì các em nhỉ? L này. Đúng chưa? Và gì? Vb là đơn vị của tư thông. Vậy đâu ăn còn là D. Đúng chưa các em? Câu 10. Câu 10 là gì các em nhỉ? Một vật dao động điều hòa trong 5 giây thực hiện 25 dao động. Tần số dễ quá nhỉ. Tần số là số dao động vật thực hiện trong 1 giây đúng không? 5 giây thực hiện 25 dao động thì 1 giây sẽ thực hiện 5 dao động. Vậy tần số chính là C. Đúng chưa các em nhỉ? Câu này chỉ cần nhớ định nghĩa là được. Câu tiếp theo. Câu 9 phải là D chứ em. Được chưa? Câu 9 D nhá. Câu 10. Câu 11, tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào gì? Thì tốc độ truyền sóng thì nó phụ thuộc vào môi trường sóng nó truyền qua. Vậy thì đáp án câu này là A. Được chưa? Chúng ta chú ý một tí này. Tốc độ truyền sóng của sóng cơ ấy, thì nó phụ thuộc vào môi trường. Còn tốc độ truyền sóng của sóng điện tử ấy thì nó lại phụ thuộc vào cả môi trường và cả ánh sáng đơn sắc. Thực chất thì câu này do chúng ta chưa học sóng ánh sáng nên chúng ta hiểu đấy là tốc độ sóng của sóng cơ. Còn nếu như tốc độ của sóng điện tử thì nó còn phụ thuộc vào cả chu kỳ, cả tần số nữa đấy. Nên là tốc độ này là tốc độ của sóng cơ thì nó chỉ phụ thuộc vào môi trường thôi. Được chưa các em nhỉ? Câu tiếp theo là câu bao nhiêu các em nhỉ? Câu 12. Hữu ích. Hữu ích. Chào bạn, lâu lắm rồi không gặp bạn. Một bạn của thầy hồi đại học. Được chưa? Chúng ta tiếp tục nhá các em. Câu 12 này. Hiện tượng sóng dừng trên sợi dây AB đàn hồi đầu A nối với nguồn dao động đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ làm sao? Chúng ta nhớ này, gặp đầu cố định ấy thì sóng tới và sóng phản xạ ngược phá. Còn gặp đầu tự do ấy thì sóng tới và sóng phản xạ cùng phá. Thì nhớ lấy cho thầy điều đấy là được. 12A dễ rồi. 13 nha các em. Bé vui vẻ, em lần đầu tiên coi. Chào em. Điều nào sau đây là sai khi phải năng lượng của dao động điều hòa? Khi tốc độ tăng thì động năng tăng. Câu này đúng, bởi vì động năng thì bằng 1/2mV bình đúng không? Và tốc độ tăng thì động năng tăng chuẩn. Động năng lớn nhất khi vật qua cân bằng. Đúng luôn, bởi vì ở cân bằng thì tốc độ vật lớn nhất đúng chưa các em? Thế năng nhỏ nhất khi vật ở biên. Câu này có vẻ sai này. Thế năng ấy thì nó sẽ bằng 1/2 kx bình. Và ở biên thì x bằng a, mà x bằng a là x max. Mà x bằng x max thì nó sẽ là bằng gì? Thì thế năng max. Vậy câu này đáp án là C. Đúng chưa? Đấy. Rồi, câu tiếp theo, 14. Hà Tĩnh chào thầy, đúng rồi, cùng quê thầy đấy. Rồi tiếp với các em nha. Trên mặt nước có hai nguồn S1 S2 cho hai nguồn dao động và theo phương thẳng đứng. Hai nguồn này cùng chu kỳ, cùng tần số, cùng pha, đúng chưa? Và cùng phương. Hai điểm đứng yên liên tiếp nhau cách nhau một đoạn bằng bao nhiêu? Thì chúng ta nhớ là hai điểm đứng yên là hai điểm cực tiểu đúng chưa? Mà hai điểm cực tiểu thì nó cách nhau một đoạn là lambda trên 2 đúng chưa các em? Đấy, thì câu này đó chính là B. Đúng chưa các em nhỉ? Trần Bảo, Hoàng Dương. Các em tán người yêu vào cho người yêu học cùng vậy. Được chưa các em? Câu tiếp theo này, câu 15. Mạch điện xoay chiều nào sau đây hệ số công suất nhỏ nhất? Cốt phi thì bằng R chia Z. Đúng chưa? Mà cốt phi nhỏ nhất thì tất nhiên nó sẽ bằng là bằng 1, à xin lỗi, bằng 0. R1 nối tiếp với R2. R nối tiếp với L, R nối tiếp với C và L nối tiếp với C. Thì chúng ta nhớ này. Hệ số công suất là cốt phi, mà cốt phi là độ lệch phá giữa U và I. Đúng chưa? Đấy. Thì độ lệch phá giữa U và I là cốt phi. Thì cốt phi nhỏ nhất khi độ lệch phá giữa U và I là lớn nhất. Mà độ lệch phá giữa U và I lớn nhất khi nào nhỉ? R1 nối tiếp R2 ấy, thì các em hiểu là I này. Đây là UR1 này. Còn đây là UR2 này. Thì R1 nối tiếp với R2 thì U và I tổng cộng lại ấy. Thì gì nhỉ? U và I cộng lại thì nó sẽ là UR1 cộng UR2 thì nó sẽ cùng chiều với I. Mà cùng chiều với I thì phi bằng 0. Mà phi bằng 0 thì lúc đấy là cốt phi bằng 1, nó là lớn nhất rồi. R và L nối tiếp. R và L nối tiếp thì nó sẽ là thế này các em nhé. Đây là UR này, đây là UL này. Tổng hợp R với L ấy thì được là UAB này. Đây là I, đúng chưa? R với C nối tiếp là thế này. Đây là UR này, đây là C này. Tổng hợp lại thì đây là UAB. Còn nếu như L và C nối tiếp thì là thế này. Đây là I, đây là UL, đây là UC. Thì cộng hai thằng này lại thì nó sẽ vuông pha với I đúng không? Mà cộng hai thằng này vuông pha với I thì cốt phi nó sẽ bằng 0. Đúng chưa? Cốt 90 bằng 0. Vậy câu này 15 đáp án là D. Đúng chưa các em nhỉ? Đấy. Chúng ta nhìn thấy là thằng nào có độ lệch phá giữa U và I lớn nhất thì cốt phi nó sẽ nhỏ nhất. Rồi. Câu
16 là gì ạ? Con lắc đơn có chiều dài là 2m, dao động với biên độ là 20 cm, biên độ góc alpha 0. Thì chúng ta có công thức alpha 0 là alpha 0 bằng S0 chia L. Và cái này bằng 20 chia cho 2m, 2m là 200 cm. Chúng ta đổi với cung sen đúng không? Thì nó sẽ được 0,1 radian. Đúng chưa các em? 0,1 radian. Phúc Hưng, chào chào em. Đấy. Công thức này chúng ta nhớ nhá. Biên độ góc thì bằng biên độ dài mà chia cho chiều dài giây, đúng chưa các em nhỉ? Đấy, chúng ta xem đá bóng xong ở đâu? Chúng ta lái xong rồi chúng ta xem đá bóng nó vừa đẹp, đúng chưa các em? Mấy câu đầu trước có cái gì cả. Rồi, chúng ta tiếp câu 17 này. Câu 17 là một câu thuộc chương trình 11. Xét một dòng điện gì các em nha? Có ý chạy qua dây kiện kim loại, biết rằng là gì ạ? Lượng điện tích di chuyển qua tiết diện thẳng trong 1 phút, tức là thời gian là 1 phút này. 1 phút là bằng 60 giây đúng chưa các em nha? 60 giây. Thì nó là 150 coulomb, tức là Q. Delta Q đấy bằng 150 coulomb. Thì từ đấy chúng ta có một cái công thức, đó là cường độ dòng điện ấy thì bằng độ dịch chuyển điện tích chia cho độ biến thiên thời gian. Thì đây là một công thức của lớp 11 nha các em. Thì độ biến thiên điện tích ở đây là mấy ạ? 150 chia cho độ biến thiên thời gian ở đây là 60. Các em dễ dàng bấm ra được là 2,5 ampere. Đúng chưa? Hình như đợt này Facebook nó đang chằn xé sao ấy. Không biết có phải chằn xé không. Hình như chúng ta xem vào cả group là bị chằn thì phải các em ạ. Đấy, đúng rồi, 17B. Câu này dễ đúng không? Chỉ cần sử dụng công thức là delta Q là 150 chia delta T là gì ạ? 60 giây. Đúng chưa các em nha? Rồi, đây số điện thoại của thầy đây. 036. Đây là thầy đổi thành 036. Được chưa? Được chưa? Đừng nhảy là được. Rồi, tiếp này. Rồi, tiếp nha các em. Chúng ta sang câu tiếp theo này. Câu 18. Mấy câu đầu dễ lắm. Thầy sẽ đi nhanh một tí. Trong mạch dao động RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Cộng hưởng tức là phi bằng không nha các em. Tăng tần số dòng điện giữ nguyên các thông số khác thì kết luận nào sau đây là đúng? Tức là đáng cộng hưởng, cộng hưởng là cốt phi bằng 1 bởi vì phi bằng 0 đúng chưa? ZL ở đây bằng ZC. Chúng ta nhớ là cộng hưởng thì ZL bằng ZC. Nguyễn Quốc Huy xin file PDF à? File PDF ở trong cái status của thầy em nhé. Trong cái status của thầy có file PDF đấy nha. Tiếp này. Công suất tiêu thụ của mạch tăng. Chúng ta P thì bằng gì các em nhỉ? Công suất thì bằng là gì ạ? Công suất tiêu thụ của mạch tăng. Thì bây giờ thế này các em nhé. Ở đây nó đang xảy ra cộng hưởng ấy. Thì khi mà chúng ta tăng thay đổi tần số ấy, thì chúng ta sẽ có là, chúng ta có là omega thay đổi, thì nó xảy ra cộng hưởng. Nó sẽ làm cho công suất cực đại. Và khi mà omega cộng hưởng thì ZL bằng ZC. Và khi omega tăng hay là omega giảm ấy, thì chúng ta đều có một đặc điểm, đó chính là, thầy có một đồ thị như sau nha. Đây là đồ thị của omega này. Đây là công suất này. Thì chúng ta có công suất phụ thuộc vào omega là một đồ thị như vậy. Và nó có một đặc điểm, đó là công suất nó sẽ đạt cực đại nếu như omega nó xảy ra cộng hưởng. Vậy thì mạch nó đáng xảy ra cộng hưởng ấy, mạch nó đáng xảy ra cộng hưởng ấy, thì nó công suất cực đại rồi. Nên em tăng omega thì làm cho công suất nó sẽ giảm, đúng không? Tăng omega thì công suất nó giảm. Đúng chưa các em nhỉ? Vậy câu A là câu sai nhé các em. Câu B, cường độ dòng điện hiệu dụng. Thì chúng ta nhớ này, trong cái nhóm 1 của omega nó có I này, nó có UR này, nó có cả cốt phi nữa. Tức là đồ thị này nó đúng cho cả công suất, cả cường độ dòng điện, cả UR và cả cốt phi. Vậy thì khi nó xảy ra cộng hưởng thì I cũng mắc rồi. Và nếu như chúng ta thay đổi omega, tăng omega thì cường độ dòng điện nó chỉ có thể giảm. Trong các cái chuyên đề dạy ở offline hoặc là online thì thầy đều dạy cả cái này rồi. Đúng chưa? Vậy câu 2 cũng, câu B cũng sai luôn. Câu C. Dung kháng luôn có giá trị bằng cảm kháng, sai rồi. Khi mà nó xảy ra cộng hưởng thì ZL bằng ZC, nhưng mà khi tăng omega cái thì ZL tăng ZC giảm. Vậy thì câu này cũng sai luôn. Hệ số công suất giảm. Câu này là câu D đúng. Thì chúng ta nhìn thấy là cốt phi, khi mà cộng hưởng thì cốt phi cực đại bằng 1 đúng chưa? Và tăng omega thì cốt phi nó giảm. Đúng chưa các em nhỉ? Vậy câu 2, 18 đáp án là D. Để cho các em. Câu 19. Được nửa con đường rồi đấy. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? Có năng lượng dao động luôn không đổi theo thời gian. Sai. Năng lượng nó phải giảm dần theo thời gian đúng chưa? Biên độ không đổi nhưng tốc độ thì giảm dần. Câu này cũng sai luôn. Biên độ nó phải giảm dần. Đúng chưa các em? Có tần số và biên độ giảm dần theo thời gian. Biên độ giảm dần thì đúng, nhưng tần số giảm dần thì sai. Tần số là không đổi, được chưa?
Lực ma sát càng lớn thì tác dân càng nhanh. Chuẩn D. Đúng chưa các em nhỉ? Khi mà thầy giải thích ấy thì thầy có thể nói nó hơi nhanh một chút, thì các em có thể xem về tường xem lại nhé, thì nó sẽ hay hơn một chút. Câu 20 này. Câu 20 nha các em. Một cuộn giấy có độ tự cảm là 0,2, trong thời gian mà dòng điện chạy qua thì nó biến thiên với cái tốc độ là 20 ampe trên giây. Suất điện đồng là gì? Thì câu này nó có một đặc điểm, đó là cái thằng này nó biến thiên với tốc độ là 20 đấy. Chúng ta nhớ này, đấy là hiện tượng tự cảm, đấy là lớp 11. Thì S tự cảm nó sẽ bằng là trừ L nhân delta I trên delta T. Và L đấy là 0,2 rồi ạ. Trừ 0,2 nhân delta I, delta I trên delta T, thì delta I trên delta T chính là ampe trên giấy đấy ạ. Vậy cái này chính là delta I trên delta T nha các em. Tức là cái này nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? 20 nhân 20. Và 0,2 nhân 20 thì nó sẽ ra được là bằng 4, đúng chưa? Chúng ta lấy tuyệt đối như thế, bởi vì người ta đang nói về độ lớn thôi. 4V. 4V là C. Thì công thức của độ tự cảm chúng ta cần phải biết được. Quỳnh Hương, đúng rồi em nha. Thu Linh, chào em. Đúng rồi. Câu 21. Cho dao động điều hòa cùng tần số A1 cos omega t trừ biến 6 và A2 cos omega t trừ cộng 5 biến 6. Dao động tổng hợp có biên độ. Thì chúng ta có thể nhìn nhánh như sau ạ. Thằng này là trừ 30 này, còn thằng này là dương 150 này, đúng chưa? Vậy thì sao hai thằng này nó ngược pha nhau đúng không? Mà hai thằng này nó ngược pha nhau thì biên độ tổng hợp nó sẽ là bằng B, trị tuyệt đối của A1 trừ A2. Có bản sau 21 lại comment ra là B nhỉ? À đúng rồi, B đúng rồi, 20C. Tiếp nha các em. Chúng ta sang câu 22 này. Gói ý không là cường độ âm chuẩn. Nếu một âm có cường độ âm là 2 decibel thì cường độ âm đó là bằng bao nhiêu? Thì câu này chúng ta có một công thức, đó là L ấy thì bằng logarit của ý chia ý không. Thì suy ra là ý không nhân với 10 mũ L thì bằng ý. Đây là công thức của logarit, đúng chưa? Vậy thì câu này chúng ta có ý bằng 10 mũ L nhân ý không. Mà 10 mũ L ấy thì cái này nó sẽ tương đương với là, cái này nó cho đơn vị là decibel nha các em, mà L đấy đơn vị là ben. Thì từ decibel đối với ben thì nó chia cho 10, mà chia cho 10 thì nó được 0,2 ben. Vậy thì cái này nó là ý không nhân với 10 mũ 0,2 bằng y. Mà 10 mũ 0,2 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 10 mũ 0,2 bằng 1,58 B nha các em. Chúng ta chú ý thêm một tí này. Đây là 2 ben, 2 decibel thì bằng 0,2 ben. Và trong cái công thức này ấy, thì các em phải đổi về là đơn vị là ben. Được chưa? Đấy, đó là chúng ta chú ý một tí. Thì trong quá trình thầy làm thì tất nhiên thầy nhắc lại cho thôi. Câu tiếp theo các em nha. Trong bài phản điện xoay chiều một pha, phần cảm có tác dụng gì? Phần cảm ấy nó là nắm châm, và nắm châm ấy thì nó sẽ tạo ra từ trường, đúng chưa? C. Còn tạo ra dòng điện ấy thì nó là gì ạ? Của cuộn dây nha các em. Đấy, 23C. 24. Đúng rồi, nhiều bạn đúng rồi đấy. 24D nhánh thế. Cho một mạch điện gồm có R bằng 30, mắc nối tiếp với tụ C, tổng trở là 50, dung kháng. Câu này dễ quá, 40. Tại sao này ạ? Bởi vì Z thì bằng cắn của ZC bình cộng R bình. Thì công thức này ai cũng biết, luyện thi vật lý thì phải biết công thức này, đúng chưa? Rồi, 25B. Đúng rồi, nhánh thế, chắc là em làm D này rồi đúng không? Câu tiếp theo này. Một con lò xo có độ cứng cá bằng 100 Nm, treo thẳng đứng, đúng không? Treo thẳng đứng thế này các em nhá. Nó treo thẳng đứng thế này này. Thì bản thân của nó treo thẳng đứng thì ở vị trí cân bằng nó đã giãn ra một đoạn là delta là 0 rồi đúng không? Delta là 0 là gì ạ? Delta là 0 là MG chia K rồi đúng chưa? Và bằng mấy? 0,4 nhân với 10 chia K là 100. 0,4 nhân 10 chia 100 thì nó sẽ bằng là 0,025, xin lỗi, 0,04 m. Kéo vật xuống khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi cho nó dao động trên một đoạn thẳng dài 6 cm. Thì chúng ta biết là nó dao động trên cái đoạn thẳng dài 6 cm ấy, thì biên độ đoạn thẳng là dài 6, tức là đó là chiều dài quỹ đạo là 6, với biên độ bằng 3. Vậy chúng ta có A bằng 3 này, L chia đôi bằng 3 cm, tức là 0,03 m. Lực đàn hồi nhỏ nhất, thì lực đàn hồi nhỏ nhất thì chúng ta tưởng tượng thế này nhá. Đây là trường hợp mà delta là 0 lớn hơn A, đúng chưa? Mà delta là 0 lớn hơn A thì lực đàn hồi min nó sẽ bằng K nhân delta là 0 trừ A. Và cái này bằng mấy em nhỉ? K là bằng 100 này, nhân với delta là 0 là 0,04 này, trừ 0,03 này. Và cái này bằng 1 N. Đúng chưa các em? B. Đấy, em sai nhiều quá. Chắc là do chưa ôn nhiều đúng không? B.
chúng ta nhớ cho thầy hai trường hợp này. Một là delta là không lớn hơn a thì lực đàn hồi min bằng k delta là không trừ a. Còn có một trường hợp nữa ấy, là delta là không nhỏ hơn a thì lúc đấy là lực đàn hồi min thì nó lại bằng không nhá. Nhưng mà trường hợp này thì nó rơi vào trường hợp là gì em nhỉ? Delta là không lớn hơn a, đúng chưa? Đấy, xong câu 25. Còn 15 câu nữa. Cố lên nào. Câu tiếp theo nào. Câu này nhìn quen quá nhỉ. Câu này như có trong bộ đề của thầy rồi. Ở đây người ta bảo này. Câu 26. Cho mạch điện em khoanh không, em chắc là tức là mỗi lần luyện thi thì giúp em là nhớ một vấn đề. Thì sau này luyện đề, khi khóa luyện đề của thầy nó sẽ giúp em nhớ được nhiều, nên là không sao cả. Thôi cứ tự tin vào bản thân. Đó là do mình chưa ôn, đúng không ạ? Điện áp xoay chiều có giá trị RLC nối tiếp thì giá trị hiệu dụng có quan hệ là căn bậc 3UR bằng 1,5 UL bằng 3UC. Khi đó dòng điện sớm pha hay trễ pha hơn một đoạn mạch bằng bao nhiêu? Thì câu này ấy, thì chúng ta bày ra một mèo làm nhánh như sau nhé. Đặt UR bằng 1 đi. UR bằng 1 thì UL nó sẽ bằng căn bậc 3 chia cho 1,5. Và UC thì nó sẽ bằng 1 trên căn 3. Đúng không ạ? Đặt UR bằng 1 cho nó nhanh. Vậy các em có công thức là tan phi thì bằng UL trừ UC chia UR. Thì cái này nó sẽ bằng gì nhỉ? UL là bằng căn 3 trên 1,5 trừ UC là 1 trên căn 3 chia UR bằng 1. Vậy các em bấm máy tính cho nhanh nha. Căn 3 chia 1,5 là chia 3 nhân 2 này. Căn 3 chia 3 nhân 2 nhân 2 đúng chưa? Trừ cho 1 chia căn 3 thì nó căn 3 trên 3. Mà căn 3 trên 3 thì cái này được căn 3 trên 3 các em này. Căn 3 trên 3 thì suy ra được phi nó sẽ bằng pi nhân 6. Mà pi nhân 6 tức là sớm pha dương, dương là sớm pha hơn, ấm là trễ pha hơn, đúng chưa? C. Đúng chưa các em nha? Rồi, câu tiếp theo này. Câu 27. Chúng cũng chưa có gì. 27 nào. 27 các em đọc đề và thử làm xem ạ. Mặt nước hai điểm A và B, hai nguồn kết hợp cùng pha có tần số là bằng tần số F ở đây bằng 25 đúng không? Trong vùng giao thoa tại điểm M cách lần lượt là D1 bằng 128 và D2 bằng 25,3. Sóng có biến độ dao động cực đại. Ok. M là cực đại. Ok. M là cực đại thì chúng ta suy ra được là D2 trừ D1 nó sẽ bằng K lambda. Đúng chưa các em? Rồi, cảm ơn các em đã tán các bạn vào nhé. Rồi. Vậy thì D2 trừ D1 à chết. Dòng điện sớm hay trễ hơn? Đọc D không kỹ, đúng rồi, xin lỗi. Câu này không phải là C đâu, câu này là D. Bởi vì người ta bảo là dòng điện trễ hơn hay là sớm hơn hiểu đến thế. Thì lúc này thầy vừa tính ra là phi bằng pi nhân 6 đúng không? Thì đấy là U nhanh pha hơn Y. Còn ở đây người ta bảo là Y nó lại trễ pha hơn U mà có pi nhân 6. D, đúng chưa? 26 D. D mà nhỉ? Chúng ta giải ra được là bao nhiêu? 1 căn 3 trên 3, D, đúng chưa? Chúng ta chú ý câu này nhé. Đây là trễ hơn, được chưa nhỉ? D. Rồi, 27D. À đâu, 26D các em nhé. Các em chú ý một tí này. Đây là phí chúng ta giải ra được là bằng bằng bao nhiêu nhỉ? Pi trên 6. Nhưng đó là U nhanh pha đi. Thì U nhanh pha đi mà gặp pi trên 6 thì Y nó sẽ trễ pha U mà gặp pi trên 6. Thì 26 là đã phải là D. Được chưa? Rồi, tiếp này. Rồi, cảm ơn các em đã cho thầy tim. Rồi, ở đây chúng ta có này, sóng có biến độ cực đại, đúng không? Vậy chúng ta thay số nhé. Chúng ta được là gì đấy? 25,3 trừ đi cho 28 thì nó bằng K lambda. Người ta bảo này, sóng có biến độ cực đại giữa M và trung trực AB có hai cực đại, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn thấy này, có hai cực đại thì chúng ta có đặc điểm gì đấy các em? Đây, trung trực là một cực đại K bằng 0 này. Ở đây là D2 nó nhỏ hơn D1. Đây là nguồn S1 này. Đây là nguồn S2 này. Đây là D2 nó nhỏ hơn D1. Mà D2 nó nhỏ hơn D1 thì nó nằm bên này này, đúng không? Mà giữa M, đây là giả sử là M chẳng hạn, giữa M và đường trung trực có hai cực đại, đây là cực đại trừ 1, đây là cực đại trừ 2 và đây là cực đại trừ 3. Đúng chưa các em? Vậy M nó thuộc cực đại bậc trừ 3. Mà M thuộc cực đại bậc trừ 3 tức là K nó sẽ bằng trừ 3. K bằng trừ 3 thì sẽ là lambda vậy các em. 25,3 trừ 28 bằng chia 3 bằng nó bằng 0,9. 0,9 mét. À không, 0,9 cm chứ. Chúng ta chú ý một chút nhá các em. Ở đây chúng ta chú ý một chút là gì nhỉ? Cái thằng D2 nó nhỏ D1 nên là nó nằm lệch về phía nguồn 2 hơn một chút nhá. Đấy, vậy chúng ta có là lambda bằng 0,9. Và lambda bằng 0,9 thì V bằng lambda nhân F bằng 25 nhân 0,9. Và chắc chắn là chúng ta D rồi.
Đúng chưa? Khoanh D cho thầy. Chắc là D. 25 x 0,9. Chuẩn D. Rồi, câu bao nhiêu rồi nhỉ? Câu 28. Câu 28 là gì các em? Xem nào. Câu 28 nào. Một nguồn điện không đổi có xuất điện đồng là không đổi là một chiều nhá các em. Một chiều này. Một chiều này đọc một chiều là liên quan đến 11 rồi đấy. À đúng. Lớp 10 đấy đấy. À, có xuất điện đồng là 6V, điện trở là trong là 2, mắc vào nguồn có điện trở là 10, tạo thành mạch kín, tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở. Nguồn điện một chiều này, mắc về điện trở này. Thì chúng ta sẽ có cương độ trong điện trong mạch thì nó sẽ bằng xuất điện đồng chia R lớn cộng R nhỏ này. Đây là công thức định luật ôm cho toàn mạch, đúng chưa? Chào thầy Hà nhá. Và xuất điện đồng ở đây là 6. Thầy Hà giải hóa ở trung tâm thầy. Đấy chưa? 6 chia cho 10 cộng với 2, đúng chưa các em? Cái này dễ thôi đúng không? Và cái này ra được là 0,5 ampe. Thì nhiệt lượng tỏa ra, nhiệt lượng quý thì bằng I bình phương nhân R nhân T. Và cái này bằng 0,5 bình nhân R là 10 nhân thời gian 1 5 phút. 5 phút đổi về giây thì 5 phút đổi về giây là nhân về 60. Đúng chưa? Vậy nhân lại cho thầy 0,5 bình này nhân 10 này nhân 5 này nhân 60 này bằng 750 B. Đúng chưa? Đấy, 750 B, đúng chưa các em? Đấy, B đúng rồi. Nhớ là chúng ta nhớ cho thầy công suất thì nó sẽ bằng là điện nhiệt lượng tỏa ra thì bằng công suất nhân với thời gian nha. Ở đâu? Công suất nhân thời gian mà công suất bằng I bình phương nhân R. Đúng chưa? Rồi. Câu 29. Một con lắc gồm có vật nặng có khối lượng là 200g gắn vào một đầu sợi dây có chiều dài là 5-15, tức là chúng ta có khối lượng là 0,2 kg này. Câu 29 các em nhé. 0,2 kg này. Tiếp này. Chiều dài dây là bằng 0,5 m này. Từ vị trí cân bằng truyền cho nó vận tốc là 2 m, tức là vận tốc là 2 m trên dây. Lực căng dây khi đi qua cân bằng. Câu này nó lực căng dây khi đi qua cân bằng đúng không? Chúng ta hiểu thế này nhé. Vận tốc này là vận tốc tại cân bằng này. Và vận tốc thì được tính thông thức là bằng 2GL. Đúng chưa các em nhỉ? Nhân với cái gì ạ? Cos alpha trừ cos alpha 0 lấy căn. Công thức này là công thức tính vận tốc. Đúng chưa các em? Công thức tính vận tốc. Vậy thì từ công thức tính vận tốc thì chúng ta sẽ tại cân bằng ấy. Thì alpha chúng ta nó bằng 0 độ. Alpha là góc lệch so với phương thẳng đứng. Và alpha bằng 0 độ. Chúng ta có G, có L, có V rồi. Thì chúng ta tìm được cos alpha 0. Vậy từ đây sẽ là cos alpha 0 bằng bao nhiêu? Thì cos alpha 0 bằng mấy em nhỉ? À, thì chúng ta nhân một, về thêm một tí này. Đó là 2 bình. Bấm máy tính thôi đúng không? 2 bình. Chia 2. Chia 10. Chia 0,5. Bằng. 1 trừ A bằng 0,6. Đúng chưa các em? Thì chúng ta ra được cos alpha 0 bằng 0,6. Và cos alpha 0 bằng 0,6 thì chúng ta được là V bằng. À đâu, lực căng dây tại cân bằng. Lực căng dây tại cân bằng thì được tính thông thức là bằng M nhân G nhân với 3 cos alpha trừ 2 cos alpha 0. Đây là công thức lực căng dây. Câu này chẳng qua là chúng ta nhớ được hai công thức, đó là công thức tính lực căng dây và công thức tính cái gì nhỉ? Vận tốc trong con lắc đơn thì làm được. Vậy chúng ta có là gì đấy các em? Thay số nhá. Khối lượng là 0,2 này. G là 10 này. Nhân với 3 nhân cos alpha này. Tại cân bằng thì alpha bằng 0 độ. Tức là cos alpha là cos 0 này. Trừ đi cho 2 cos alpha 0. Alpha 0 này là gì ạ? Là góc lệch cực đại. Vậy cos alpha 0 là 0,6. Đúng chưa? Vậy các em chỉ cần bấm máy tính là được. Cùng bấm với thầy nhá. 3 trừ 2 nhân 0,6 này bằng. Nhân với 2 bằng. Nó ra được 3,6 newton C. Đấy. Thầy nghỉ tay ăn cái bánh, đói quá. Chúng ta đọc câu 30, đọc D xem nào. Thầy vừa dạy từ chiều đến giờ, tối lái cho các em. Chưa đủ thời gian ăn tối, đói quá. Rồi, câu 30. 30 ra gì các em nhỉ? Chào chị Hương. Không hiểu tại sao câu 30 em sai. Câu 30 này. Chúng ta cứ làm đi, làm nhiều đề vào. Được chưa? Sóng của Xuân Quỳnh gặp thầy Nhật.
một chất điểm dao động tần số riêng là bằng 5 đúng không? Thì câu 30 chúng ta nhận được một yếu tố là cái biến độ chúng ta ấy, thì nó tỷ lệ nghịch với delta F. Nghĩa là delta F thì bằng F lực trừ đi cho F riêng. Và cái đồ thì là như sau các em. Đồ thì là như sau này. Đây là biến độ đúng không? Còn đây là delta F. À xin lỗi, đây là F riêng, xin lỗi, đây là F của lực. F của lực. Thì đồ thì nó như sau này. Đấy, và nếu như F riêng bằng F à, F lực bằng F riêng, nó xảy ra cộng hưởng thì biến độ lớn nhất. Đấy, chúng ta phải nhớ được đồ thị này. Thì chúng ta có tần số riêng ở đây bằng 5 rồi đúng không? Cái này bằng 5 này. Ở đây người ta bảo này, khi tác dụng một lực ngoài lực có tần số là F1 bằng 2 thì biến độ là A1. Đây, 2 đây. Thì biến độ là A1. Dạ. Khi tác dụng một lực sử là F bằng 4 thì biến độ à, F bằng 4 nhưng có cùng giá trị, tức là xem như là biến độ ngoài lực là như nhau, thì biến độ là A2. Vậy 4 ở đây các em này, 4 ở đây này, 4 ở đây đúng không? Thì biến độ là A2 này. Và tất nhiên là gì? Chúng ta nhìn vào đây chúng ta nhìn thấy ngay được là A2 nó lớn hơn A1. C. Dễ quá nha. 30C. Rồi, câu tiếp theo. 31. Một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định, tốc độ truyền sóng là 24, tần số là 48. Vậy thì từ đấy chúng ta sẽ tìm được cái gì các em? Chúng ta tìm được bước sóng. Bước sóng thì bằng 24 chia 48, tức là V chia F. Và cái này bằng 0,5m. 0,5m. Được chưa các em? Trên dây hình thành bao nhiêu nhỉ? À, 5 bó. Tần số nào sau đây sẽ tạo ra được gì ạ? Trên dây 4 bó. Thì câu này chúng ta phải nhớ được cho thầy công thức này này. Rồi, dáng làm nhánh thế nhỉ? Đấy, chúng ta có này. Ở đây chúng ta có bước sóng là bằng 0,5m. Được chưa? Thì chúng ta có một công thức như thế này. Đây là hai đầu cố định. Hai đầu cố định thì chiều dài dây thỏa mãn điều kiện K lambda trên 2 bằng K nhân V chia 2F. Đúng chưa? Bởi vì lambda bằng V chia F. Từ đấy thầy rút ra được F bằng cái gì? F bằng KV chia 2L. KV chia 2L. Chúng ta nhớ cho thầy là tốc độ truyền sóng trên dây và L. À đúng rồi, KV chia 2L. Tốc độ truyền sóng trên dây và L là không đổi. Đấy, chúng ta tiếp tục nghe này. Thì chúng ta biết một điều thế này các em nhé. Cái K này ấy, nó là số số bó, tức là K này nó ứng với số bó. Lúc đầu F bằng 48 thì K nó sẽ bằng 4, à K bằng 5. Trên dây hình thành 5 bó, đúng không? K bằng 5. Hỏi F bằng bao nhiêu để K nó bằng 4, tức là số bó bằng 4. Thì chúng ta nhớ thấy là chiều dài dây, chiều dài dây làm sao nhỉ? À, và tốc độ thì không thay đổi. Vậy thì F nó tỷ lệ thuận với F nó tỷ lệ thuận với K. Nói cách khác là F chia 40 thì nó sẽ bằng 4 chia 5. Vậy sẽ ra được F bằng mấy? 4 nhân 40 này chia 5 này. Dễ quá đúng không? 32. Sao lại không có nhỉ? Thầy nhầm chỗ nào à? Ở đây là gì? Trên dây hình thành 5 bó này. Tần số bao nhiêu để sóng dừng? Trên dây hình thành 4 bó. Đấy. Từ từ nào. 4 nhân 40 chia 50. À nhầm. 4 nhân 48. Đây 48, nhầm xin lỗi. 4 nhân 48. 4 nhân 48 chia 50. Thầy nhìn nhầm. Cái này ra mấy? 3,84. 38,4. 4 nhân 48 chia 5. Đúng rồi, 3,84. Vậy cái này là đáp án A đúng không? A. À đúng rồi, thầy nhìn nhầm đấy. 48, đúng rồi. 48. Vậy cái này thành là gì ạ? Ừ, đây là 48 này. Thì 48 nhân 4. Chúng ta nhớ cho thầy cái biểu thức này nhé. Đấy, đúng rồi, thầy nhìn nhầm, đúng rồi, chính xác rồi đấy. 48. 48 nhân 4 chia 5. 48 nhân 4 chia 5 bằng bằng bao nhiêu các em? À, 38,4. À, được chưa? Đúng rồi, thầy ghi nhầm, sorry các bạn. Thì câu này chúng ta nhìn thấy là gì đấy ạ? Câu này chúng ta nhìn thấy một đặc điểm là chúng ta chỉ cần nhớ được công thức này là được. Đúng không? F bằng KV trên 4L. À, xin lỗi, KV trên 2L. Thì chúng ta sẽ làm được câu này. Đúng chưa? Rồi, câu 32 này. Câu 32 là gì nhỉ? Đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp. Việt Nam sắp đá rồi. Lái xong thì Việt Nam cũng đá. Đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp một máy biến áp lý tưởng có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu giảm số vòng dây thử cấp đi 15% thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu thử cấp để hở giảm 60V
so với lúc đầu. Điện áp hiệu dụng ban đầu ở quần thứ cấp để hở đà. Câu này thì gì ạ? Câu này thì có đặc điểm đó là chúng ta cứ tư duy đơn giản, được chưa? Chúng ta nhìn thế này. Lúc đầu ấy, đây là sơ này, còn đây là thứ. Đây còn N1 vòng, đây còn N2 vòng. Đặt vào đây một hiệu điện thì là U. Đặt vào hai đều một điện nó có giá trị không đổi, tức là cái U hai đầu thứ cấp này là không đổi nha các em. U hai đầu thứ cấp này không đổi. Nếu giảm vòng xây đổ đi 15 vòng thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây thứ cấp để hở giảm 60% à 60V. Tức là giả sử như lúc đầu nó là U thầy được đặt đây là U1 và đây là U2 thì chúng ta sẽ có tỷ số là U2 trên U1 nó bằng N2 trên N1. Đấy là lúc đầu nhá các em, lúc đầu. Đúng chưa? Sau đó thì giảm số vòng dây thứ cấp đi 15%, tức là sau đó thì giảm số vòng dây thứ cấp 15%, tức là N2 nó sẽ giảm nó trừ đúng không? 0,15 N2, tức là cái này còn 0,85 N2. Giảm đi 15%, giảm đi 15% tức là trừ 0,15 nhân N2, đúng chưa các em? Cái N1 thì vẫn không đổi, đúng chưa? Thì điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp để hở giảm 60, tức là bây giờ U2 nó sẽ là bằng U2 trừ 60. Tức là hiệu này thì nó sẽ trừ đi 60, còn U1 thì không đổi. Đúng chưa? U1 không đổi. Vậy chúng ta có tỷ số là gì ạ? U2 trừ 60 chia U1 thì nó sẽ bằng là 0,85 N2 chia cho N1. N1 không đổi, U1 không đổi. Vậy thì câu này chúng ta chỉ cần nhìn thấy là lập tỷ số là được đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ lập tỷ số là gì ạ? Đây là phương trình 1 này, đây là phương trình 2 này. Chúng ta lập tỷ số là được, đúng không các em? Chúng ta lấy 2 chia 1. Thì 2 chia 1 được cái gì nhỉ? Lấy cái này chia cái này là được U2 trừ 60, đúng không ạ? Chia U2 thì nó sẽ bằng 0,85. Cái này các em tự giải ra nhé. Thì thầy giải cho xem nào, được bao nhiêu nhỉ? 60 chia cho 0,15 bằng, nó được 400 vòng em ạ. Nhưng mà nó lại bắt tìm cái gì nhỉ? Điện áp hiệu dụng ban đầu ở thứ cấp để hở. Tức là nó bắt tìm U2 đấy, đúng không? U2 bằng 400V. 400V thì A, đúng chưa? Câu này chúng ta tự bấm máy tính ra chỗ này nhé các em. Thì câu này chúng ta được 400V A, 32A. Được chưa các em nhỉ? Xong câu này. Được rồi, chúng ta xem một câu đồ thị này. Nhìn thì có vẻ nó lăng nhăng nhưng thực ra nó cũng không khó đâu ạ. Một con lắc lọ gồm có lò xo nhẹ và vật có khối lượng M bằng M đây là 0,3 kg, đúng chưa các em? Câu vừa rồi làm gì khó, dễ mà đúng không? Dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của đồng nắng và thể nắng như hình vẽ. Biên độ gần giá trị nào sẽ lớn nhất, tức là khoảng biên độ A. Thì câu này nhìn vào đấy chúng ta nhìn thấy là đây là đồng này, đây là thể, còn đây là đồng này. Thì các em nhìn vào cái thời điểm này này, cái thời điểm mà đồ thị đồng nắng và thể nắng cắt nhau ấy, là thời điểm mà đồng nắng bằng thể nắng và đồng nắng bằng thể nắng và bằng 0,75. Tức là ở đây chúng ta có đồng nắng bằng thể nắng này và bằng 0,75. Đúng chưa các em? Đồng nắng bằng thể nắng và bằng 0,75 millijoule. Vậy từ đấy suy ra cơ năng ấy thì bằng tổng đồng nắng cộng thể nắng. Tức là cơ năng nó sẽ bằng là 0,75 nhân đôi, đúng chưa các em? Và bằng 1,5 millijoule. Đó là cơ năng. Cơ năng thì nó lại bằng cái gì các em nhỉ? Cơ năng thì nó sẽ bằng 1/2 M omega bình A bình. Chúng ta chú ý một tí nhé. Cơ năng thì bằng 1/2 gì đấy ạ? M omega bình A bình. Câu này cũng khá là hay, đúng chưa? 1/2 M omega bình. Chúng ta có M rồi này, chúng ta có cơ năng rồi này, cơ năng đây rồi nhá. Bây giờ chúng ta muốn tìm được cái gì nữa? Chúng ta muốn tìm biến độ ấy thì chúng ta cần phải tìm được tần số góc, đúng không? Thì bây giờ tần số góc thì phải nhìn vào đâu này? Chúng ta cùng nhìn về thêm một tí. Thì tần số góc chúng ta nhìn vào đây này. Chúng ta nhìn thấy là lúc t bằng 0 này, được chưa? Đến t bằng gì? Pi trên 3 giây thì nó sẽ đi từ vị trí đó là gì đấy? Nó sẽ đi từ vị trí đó là, đây là cái đồ thị của gì đấy nhỉ? Đồ thị của đồng nắng. Nó sẽ đi từ vị trí đồng nắng có giá trị là 1,125 đến giá trị gì đấy các em nhỉ? Cực đại, được chưa? Nhìn thấy giá trị cực đại chưa? Bây giờ thầy sẽ gì ạ? Biến đổi cái này một tí. Chúng ta nhìn thấy này, thầy sẽ nhả một tí cái này nhá.
Đây thầy dịch chuyển lên đây. Chúng ta có này, tài tế bằng 0 thì chúng ta có đồng năng, đây là đồ thị của đồng năng đúng không ạ, bằng 1,125 nhân 10 mũ trừ 3, nhớ là millijoule phải nhân thêm 10 mũ trừ 3 nhé các em, thì nó sẽ bằng 1/2 m v bình. Ở đây có m rồi thì chúng ta tìm được v, nhớ là khối lượng ở đây bằng mấy em nhỉ, 300 đúng chưa, khối lượng đây bằng 300, vậy chúng ta có là 300 này, là 300 gram là 0,3 kg nhé các em, thì cái này nó sẽ là gì ạ, 0,75 nhân đôi, 0,75 này ấy là giá trị gì nhỉ, 0,75 này không phải là giá trị ban đầu đâu, hoặc là có một cái cách khác như thế này, chắc là nhanh hơn một tí, thầy sẽ làm cách khác nhanh hơn một tí chỗ này nhá, cách khác chỗ này nhanh hơn một tí này nhá. Chúng ta nhìn thấy này, đây là một lần đồng, cũng không làm thế cách khác nhanh hơn được, nó phải tính đoạn này đấy đúng chưa. Về V đây là mấy này, nó sẽ được là 1,125, câu này tính toán hơi dài một tí, nhân 10 mũ trừ 3 nhân với gì nhỉ, không, 1,125 nhân 10 mũ trừ 3, em tưởng 0,75 là giá trị tại thời điểm ban đầu, không phải em ạ, nó là giá trị tại thời điểm mà đồng năng bằng thể năng và cắt nhau đúng chưa, nhân 10 mũ trừ 3 nhân với 2 này mà chia cho m là 0,3 này bằng này, lấy căn thì nó sẽ được căn 3/20, căn 3 trên cho bao nhiêu nhỉ, căn 3/20 đúng chưa, đây căn 3 này chia 20 bằng, đúng rồi, không phải căn 3/20 mét trên giây này, tài chứ em nhỉ, t bằng, ở đây thầy có t, tài t bằng π/3 này, π/3 giây, thì đồng năng lúc đấy nó là đồng năng cực đại, chúng ta có nhìn thấy đồng năng lúc đấy nó đạt cực đại quá đúng không, nó đạt trên đỉnh, nó đạt cực đại này, nó đạt cực đại thì chúng ta sẽ có cái gì các em nhỉ, đồng năng lúc đấy nó đạt cực đại thì lúc đấy chúng ta sẽ có là đồng năng cực đại là 1/2 m với không bình đúng không, được chưa các em nhỉ, 7,5 nhân 10 trừ 3 đúng rồi, 0,75 được chưa, vậy thì chúng ta có là gì các em nhỉ, khi mà đồng năng cực đại thì nó đi qua cân gì, cân bằng đúng không, đấy đồng năng cực đại nó đi qua cân bằng, vậy thì cái này nó sẽ là suy ra với không bằng mấy, thì chúng ta có đồng năng cực đại đấy là mấy ạ, đồng năng cực đại đấy là 1,5 millijoule đúng chưa các em, vậy thì đồng năng cực đại nó đi qua cân bằng 1,5 millijoule, đấy chúng ta có này, đồng năng cực tiểu là đi qua biên nhá, đồng năng cực tiểu đi qua biên này, đây là vị trí ban đầu. Được rồi, chúng ta phải tìm lại V, V không ở đây mấy, thay vào nhá các em. Đồng năng cực đại đấy thì nó bằng là 1,5 nhân 10 mũ trừ 3, bởi vì đồng năng cực đại nó chính là cơ năng đúng chưa? Thì bằng 1/2 m, m là 0,3 nhân V không bình, vậy sẽ ra V không bằng mấy? Nhân với thầy nào. 2 nhân 1,5 nhân 10 mũ trừ 3. Đúng không? Chia 0,3 bằng lấy căn. Nó sẽ được là 0,1 mét trên giây đúng chưa, 0,1 mét trên giây thì các em hiểu thế này này, cái này chúng ta nhìn thấy thầy dừng vào đo lường giác nhá, thầy dừng vào đo lường giác này, thầy có này, lúc t bằng không ấy chúng ta nhìn thấy đồ thì nó đi này, nó đi xuống rồi nó đi lên đúng không, tức là nó đi xuống cực tiểu, mà đồng năng cực tiểu thì ở biên, đồng năng ở cực đại cân bằng đúng chưa các em nhỉ, vậy chúng ta hiểu thế này nhá, đây là vị trí đồng năng cực đại này, còn đây là vị trí đồng năng cực tiểu này, tức là thằng này nó lượn như thế nào này, chúng ta cùng xem nhá, thằng này nó lượn như thế này này, nó lượn từ vị trí đồng năng cực tiểu này lên vị trí đồng năng cực đại này đúng chưa các em, rồi sao nữa nhỉ, nhưng mà lúc đầu thì nó lại lượn ở vị trí nào này, vị trí là vận tốc ở đây là bằng bao nhiêu nhỉ, 0,1, tức là đây là trừ 0,1 này các em này, còn đây là dương 0,1, lúc đầu nó quay từ vị trí có vận tốc là bằng căn 3/20, đây căn 3/20 đây đúng chưa, lúc đầu nó lượn ở vị trí là căn 3/20 này đúng không các em, nó lượn lên này, chúng ta cùng xem đồ thị nhá, đồ thị này, khi thằng này đi từ đấy về đây này đúng không, thì thằng đồng năng đi từ đấy về đây này, nó đi từ gì các em nhỉ, vị trí vận tốc căn 3/20 về đây này, vị trí này là có đồng năng là 1,125 đấy, joule đấy, millijoule đấy, 1,125 này, 1,125 v bằng không này, v không này đúng chưa, rồi từ không này nó lượn lên cái gì đấy ạ, cực đại
Đủ chưa các em nhỉ? Câu này hơi dài một tí thôi. Thì chúng ta tính góc quét. Thì góc này bằng bao nhiêu nhỉ? Muốn tính góc này chúng ta phải tìm góc này trước. Thì góc này bằng bao nhiêu các em? Căn 3 trên 20 chứ không phải 1. Thì nó sẽ là căn 3 trên 2. Căn 3 trên 2 là góc này 30 độ. Chứ không phải 1 tức là đúng rồi, căn 3 trên 2 góc này 30 độ. Góc này 30 thì góc này sẽ là 150. 150 thì alpha nó tương ứng là 5 pi/6. 5 pi/6 thì tương đương với là omega nó sẽ bằng là alpha chia delta t bằng 5 pi/6 chia delta t, mà delta t ở đây là pi trên 3 đúng không? Đấy. Chia pi trên 3. Và cái này bằng omega nó sẽ là bỏ cái gì đi nhỉ? Bỏ pi đi. 5 chia 2 là 2,5 radian trên giây. Đúng chưa các em? Đúng 2,5 chưa nhỉ? Chúng ta chú ý một tí nhé. Đồng năng này. Chúng ta nhìn thấy này. Đồng năng nó đi từ 1,125 về 0 này. Đúng chưa? Ở biên là đồng năng bằng 0 đúng không? Và về cân bằng thì đồng năng cực đại. Thì nó quét được một góc là nó đồng năng vận tốc nó đi từ gì ạ? Căn 3 trên 20 đi. Và đây là tốc độ cực đại là 0,1. Vậy từ đấy chúng ta tìm ra được omega bằng 2,5. Thì omega bằng 2,5 thì thay vào công thức này chúng ta sẽ suy ra được là gì ạ? Cơ năng bằng gì? 1,5 nhân 10 mũ trừ 3 thì bằng 0,5, nhân m là 0,3, nhân omega là 2,5 tất cả bình, nhân a bình. Và bấm a bình đúng không? Thầy bấm nha, thầy bấm a bình nha. 1,5 nhân 10 mũ trừ 3 này. Trừ 3. Rồi, chia 0,5 chia 0,3 chia 2,5 bình. Đó chia omega bình lấy căn nữa. Nó sẽ ra được 0,04. 0,04 mét, mà 0,4 mét thì là bằng 4 cm. Đúng chưa các em nha? 4 cm. Thế nhắc lại câu này chú ý một tí nhá các em. Câu này là câu đồ thị của đồng năng thì chúng ta phải đọc được, đó là gì ạ? Đọc được và nhớ đến công thức của cơ năng nhá. Bạn nào chưa hiểu thì có thể xé về tường xem lại câu này cho thầy. Được chưa? Câu này cũng khá là hay. Đấy, câu này thì chắc là trong đề lấy điểm khá là cao rồi, đúng chưa? Câu 34. Kém sang câu 34 về thầy nào, câu 34 nào. Hương làm đúng câu này không ạ? Hiểu câu này chưa Hương? Hương Mai Lê. Câu 34 này. Một vật chất đồng điêu hòa với biên độ bằng 2. Câu này dễ rồi. Tần số F bằng gì ạ? 2Hz. Tốc độ trung bình. Thầy lập tỷ số đồng năng. Tỷ số đồng năng và đồng năng cực đại. Ừ, cũng được. Đúng đó, cũng được. Nhanh hơn, được. Tốc độ trung bình gì ạ? Ở đây chúng ta nhìn thấy nhé. Ở đây chúng ta có là gì đấy các em nhỉ? Là tốc độ trung bình lớn nhất trong khoảng thời gian 5/6 giây bằng. Thì chúng ta có được omega bằng bao nhiêu đấy các em nhỉ? 2 pi nhân F bằng 4 pi. Vậy trong khoảng thời gian là 5/6 giây thì nó sẽ quẹt được một góc alpha bằng delta t nhân với omega bằng 7 các em. 4 pi nhân 5/6 và bằng bao nhiêu? 4 pi nhân 5/6 là 4/5 20. 4 nhân 5 chia 6 10 pi trên 3. 10 pi trên 3 thì thầy sẽ phân tích thành là bằng mấy pi nhỉ? 2 pi cộng với gì ạ? Thầy sẽ đưa về chẵn lần pi cộng với 10 pi trên 3 là 2 pi cộng với 10 chia 3 trừ 2 bằng 4 pi trên 3. 4 pi trên 3 vẫn lớn nhỉ? Được rồi. Thì cái này thầy phân tích tiếp là bằng 2 pi cộng pi cộng với pi trên 3. Chúng ta phải phân tích làm sao để cho cái góc cuối cùng này ấy, nó đưa về nhỏ hơn là 180 độ. Đúng chưa? Thì người ta bảo là tốc độ trung bình lớn nhất. Thì để biết được tốc độ trung bình lớn nhất ấy, thì các em phải tìm được quãng đường lớn nhất ở cái đá. Bởi vì lấy quãng đường lớn nhất chia cho thời gian thì ra được tốc độ trung bình lớn nhất. Mà chúng ta có Smax ở đây bằng gì ạ? Smax bằng gì? Thứ nhất là trong 2A ấy, thì quãng đường đi được là 4A nha. Trong pi ấy, thì quãng đi được là 2A này. Và chúng ta chỉ cần tìm Smax trong gì ạ? Pi trên 3. Vậy Smax trong pi trên 3 là bao nhiêu độ các em nhỉ? Pi trên 3 là 60 độ. Thì Smax là lân cận cân bằng. Cái này thầy dạy ở chương ở gì ạ? Smax là lân cận cân bằng. Góc này 60 thì góc này cũng là 60, chiều xuống đây a bằng 2 thì cái này là a trên 2. Chiều xuống đây là trừ a trên 2. Đúng chưa các em? Vậy Smax thì nó sẽ gì các em nhỉ? Đi qua thằng này, đi qua lân cận cân bằng này. Vậy Smax trong cái pi trên 3 này chỉ là a. Và cái này bằng 7A. 7A là 7 nhân với 2 là 14. 14 cm. Vậy từ đây sẽ ra V trung bình max. Nó sẽ bằng S max là 14 chia cho thời gian là 5/6.
và bằng bao nhiêu ạ? 14 nhân 6 chia 5 bằng mấy em nha? 84, 18,6 à, 16,8 à, được chưa? Đấy. Vậy thì câu này ấy, thì nó sẽ có một đặc điểm, đó chính là câu này chúng ta có thể nhớ cho thầy là chúng ta phải đưa về cái góc nhỏ hơn gì ạ? Pi, và chúng ta lấy lẫn cần cân bằng. Còn trong 22 pi thì nó được khoảng 4a, còn trong pi thì nó được khoảng đường là 2a. Đúng chưa? Luôn luôn là như vậy. Đúng chưa các em? Rồi, câu 35. Còn 5 mà còn 6 câu nữa. 6 câu nữa thầy xem 6 câu nữa có dài không? Câu 6 câu nữa nha. Ồ, cũng được. Chả có dài lắm. Câu 35 này. Câu 35 là gì các em nhỉ? Việt Nam sắp đá được đúng không? Hai chất điểm giao đồng trên hai đường thẳng song song, năm thẳng đứng. Cho x1 bằng 7 các em. Đấy. Cho x1 bằng 2, cốt của cái gì ạ? À, 4 pi trừ biên 6 và x2 bằng từng này. Kể từ thời điểm t bằng 0, thời điểm mà khoảng cách giờ theo phương ngang giữa hai vật bằng 2 lần thứ 5. Thì câu này đầu tiên chúng ta phải hiểu là khoảng cách bằng cái gì? Khoảng cách thì bằng x1 trừ x2 lấy tuyệt đối. Và chúng ta bấm máy tính hai thằng này cho thầy. Thì chúng ta bấm máy tính hai thằng này thì chúng ta ra được một biểu thức biến đổi điều hòa đúng không? X1 là một đại lượng biến đổi điều hòa, x2 cũng là đại lượng biến đổi điều hòa. Vậy bấm ra được là gì ạ? 12 sin 14 này. Sin 14. Thì chúng ta được x1 là 2 này, sin 2 sin trừ trừ biến 6 chia 6. Đúng chưa các em? Trừ đi cho gì ạ? À, 2 căn 3 sin trừ góc của nó là trừ biên 3. Đúng chưa? Chúng ta bấm máy tính ấy, thì chúng ta nhớ là 12 sin 14 mà chúng ta bấm ra như thế này đúng không? 2 sin trừ biên 6 này. Cái này là 2 căn bậc 3 sin trừ đấy nha các em. Trừ biên 3 bằng sin 2 3 bằng. Nó ra được một biểu thức đó là 2 và góc của nó pi trên 2. Rồi. Hai góc của nó pi trên 2 được chưa? Vậy thì phương trình của khoảng cách, khoảng cách nó sẽ bằng gì ạ? Khoảng cách nó sẽ bằng là 2 cốt của 4 pi t trừ pi trên 2. Đúng chưa các em? Và lấy tuyệt đối. Vậy thì lúc t bằng 0 ấy, chúng ta nhầm về đây nhá, lúc t bằng 0 ấy thì góc trừ pi trên 2 lúc t bằng 0 là nằm đây này. Đây là cái gì là khoảng cách đúng không? Khoảng cách thì có cực đại là bằng 2 này, bên này là trừ 2. Nhưng mà chúng ta nhớ là khoảng cách lấy tuyệt đối nên bên trừ 2 này cũng được hiểu bằng 2. Và khoảng cách bằng lần thứ 5. Quay một vòng là 2 lần đúng chưa các em? Một lần khoảng cách bằng 2, ở đây có một lần khoảng cách bằng 2 nữa. Thực chất thì khoảng hàm điều hòa của khoảng cách là lấy tuyệt đối nên là trừ 2 chúng ta cũng phải hiểu là bằng 2. Vậy cái này nó sẽ là gì đấy ạ? 2 này, 4 này, 5. Chúng ta như thế quay một vòng là 2 chu kỳ thì nó đi qua 4 lần rồi. Vậy lần cuối cùng là cộng thêm gì ạ? Cộng thêm tiết đến 4 nữa. Tức là còn 1 phần 4 chu kỳ nữa. Thì thời gian ở đây nó sẽ là 2 cộng với 1 phần 4. Thì nó sẽ được là 5, ở đâu? 7 phần 4. Ở đâu? 9 phần 4 chứ. 9 phần 4 chu kỳ. Mà 9 phần 4 chu kỳ thì ra bao nhiêu các em nhỉ? Góc là dưỡng sao cho, sao cho vào cốt là âm thế à thầy? Góc dưỡng đâu nhỉ? Đấy chưa các em? Đấy, vậy chúng ta nhìn thấy này, 9 phần 4 chu kỳ thì cái này nó một chu kỳ là 0,5 giây. Chúng ta nhìn thấy chu kỳ tế thì bằng 2 pi chu omega đúng không? Tức là 0,5 giây. Tức là 9 nhân 0,5 chia 4. 0,5 chia 4 bằng mấy các em nhỉ? 9 phần 8. 9 phần 8 đáp án C. Đúng chưa? Vậy câu này chúng ta chú ý này, câu này chúng ta chú ý một tí này. Khoảng cách thì công thức của nó là x1 trừ x2. Sau khi bấm khoảng cách ra chúng ta được một hàm điều hòa. Và chúng ta giải cái hàm điều hòa này nó giống như là một cái hàm bình thường. Nhưng chú ý, khi lấy tuyệt đối thì bên âm này cũng được hiểu là dương, bởi vì tuyệt đối mà đúng không ạ? Đúng chưa các em nhỉ? Đó là câu 35. Câu 36. Rồi, câu 36. Đúng rồi, lấy x1 trừ x2 hay là lấy x2 trừ x1 thì như nhau cả thôi. Câu 36 này. Sao lại trừ biến 2? Em lấy x1 trừ x2 hay là em lấy x2 trừ x1 thì đều ra như nhau. Được chưa Hương? Bởi vì tuyệt đối mà. Được không ạ? Ôi, mệt quá. Câu 36, nhìn dài quá nhỉ?
Cho một mạch AB gồm có R bằng 40, cuồn cảm thì R nhỏ bằng 10. Đúng chưa em? Tụ điện CM mắc nổi tiếp, đặt vào hóa đơn đoạn mạch một điện xoay chiều, biết rằng AN lệch pháp pi đến 2. AN thì nó chứa R, L, R nhỏ, lệch pháp pi đến 2 so với MB. MB thì chứa L, R nhỏ và C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AN và MB, AN và MB lần lượt là 150. Và gì ạ? 30 căn 3. U gần giá trị nào sẽ đến nhất? Câu này thì nhìn vào đồ lệch phá thì chắc chắn là dừng giản đồ rồi. Đúng chưa các em? Thì thầy sẽ dừng giản đồ một chút nhé. Chúng ta có này. Giản đồ ấy, chúng ta có y nằm ngang này. Y nằm ngang đúng chưa? Chúng ta nhìn đề nhá, thầy để đề chúng ta nhìn này. Đáp án chúng ta bỏ qua đi. Đây y nằm ngang này. Đây là UL này. Đây là UR nhỏ này. Còn đây là UR lớn này. Đây là UR nhỏ nha các em. Còn đây là UR lớn này. Chúng ta biết một điều là UR nhỏ thì nó bằng 1 phần tư UR lớn. Tại sao? Bởi vì R lớn bằng 4 lần R lớn bằng 4 lần UR nhỏ. Mà R lớn bằng 4 lần UR nhỏ. À đâu, R lớn bằng 4 lần R nhỏ thì UR lớn cũng bằng 4 lần UR nhỏ. Và đây là UC. Thầy vẽ thế này UC. Đầu tiên là gì ạ? Thầy kéo dài cái y ra một chút nha các em. Kéo dài y ra một chút. Đầu tiên là gì ạ? Chúng ta tổng hợp UAN trước. AN là tổng hợp của R lớn, R nhỏ và L. Vậy cộng này. Đây là vector UR lớn cộng vector UR nhỏ. Đúng chưa? Thì nó sẽ được 5 lần thằng này và nó được 4 phần 5 lần thằng này. À đâu, 5 phần 4 lần thằng này. Chết thật, từ đâu từ giờ sai một câu rồi. Giỏi quá nhỉ. Được chưa? Và UL này. Đấy, thì chúng ta được cái gì đấy các em nha? UAN. Bởi vì UAN là tổng hợp của R lớn, R nhỏ, R lớn, R nhỏ và L. R nhỏ, R lớn. Đấy là UR lớn cộng UR nhỏ, được UAN. Và hiệu dụng của nó thì được 150V. Tức là độ dài thằng này lại bằng 150 nha các em. Tiếp này. Và gì ạ? UMB. MB là tổng hợp của gì? MB. MB là tổng hợp của L, C và R nhỏ. Đây này. Thầy kéo dài cái thằng C ra tí. Đúng chưa? Kéo dài thằng C ra tí. Thì UL này, UC này, đây là UR nhỏ, UR nhỏ. Thì giả sử nhất đây là tổng hợp của UL với UC được ULC. Lấy ULC cộng UR nhỏ thì ra được UMB. Đây UR nhỏ nha các em, UR nhỏ này. Còn đây là ULC này. Đúng chưa? Vậy cái này là UMB. Câu này thì trong đề của thầy hình như có rồi. Là 30 căn mấy? 30 căn 3. Đồ dài thằng này có giá trị hiệu dụng là 30 căn 3 nha các em. Thì góc này người ta cho là góc vuông đúng không? Góc này nó cho góc vuông này. Đúng chưa? Mà góc này người ta cho góc vuông ấy. Thì bây giờ thầy sẽ dùng một cái tính chất rất là đặc biệt. Thì thầy sẽ tìm, thầy đặt UR nhỏ là bằng x. Thì suy ra là UR lớn cộng UR nhỏ thì nó sẽ bằng 5x. Tại sao lại bằng 5x các em? Tại vì UR lớn, chúng ta nhìn vào giá trị là R lớn nó gấp 4 lần R nhỏ đúng không? Thì UR lớn gấp 4 lần UR nhỏ. Vậy UR lớn cộng UR nhỏ thì bằng gấp 5 lần của UR nhỏ. Biết tại sao chưa? Thằng này bằng 4 lần thằng này này. Độ dài UR lớn bằng 4 lần UR nhỏ này. Thằng này là cộng của UR lớn cộng UR nhỏ này. Thì cái này nó sẽ là 5x. Đúng chưa các em này? Vậy thầy có này. Thầy có cái góc này các em này. Góc này này. Coi xem nào. Góc này này. Đấy, thầy dùng một góc này nhé các em. Nó bằng góc này các em này. Hai góc này bằng nhau tại sao nhỉ? Bởi vì góc này cộng góc này bằng 90, góc này cộng góc này cũng bằng 90. Đúng chưa? Thì thầy có cốt góc này bằng gì? Thầy đặt alpha thì góc này cũng là alpha. Thì cốt alpha bằng gì? Cốt thì bằng kề chia huyền. Vậy cái này bằng x, UR nhỏ bằng x nhé các em. Chia huyền là chia 30 căn 3. Còn ở đây thầy có là sin alpha thì nó là bằng gì? Sin alpha cũng bằng bối đối chia huyền. Mà đối ở đây là 5x. Đối ở đây chính là UR lớn cộng UR nhỏ đúng chưa các em? 5x chia cho 150. Và chúng ta sử dụng công thức là sin bình cộng cốt bình bằng 1. Alpha cộng cốt bình alpha bằng 1. Mà sin bình alpha cộng cốt bình alpha bằng 1 thì từ đấy sẽ là x bình chia cho 30 căn 3 bình cộng thêm 5x bình chia 150 bình. Cái này bằng 1, vậy tìm ra x. Đúng chưa các em? Chúng ta tự bấm x nhé. Để sin bình cộng cốt bình bằng 1 tìm ra x đúng chưa? X bằng mấy các em nhỉ? X nó sẽ bằng là, thầy xem nào. Tự bấm nhé các em, cái này dễ mà. Thầy bước đưa ra ngoài là 1 1 chia 30 bình cộng nhân 3 cộng 25 chia 150 bình
bằng một chia bằng căn a bằng chết, nó ra một số xấu thật đấy nhá. X ở đây nó ra được một số xấu thì thầy bấm like xem nó có phải xấu không. 1 chia 30 bình này, chia 3 này, xấu đúng không ạ? Cộng thêm hình như đẹp thì phải 25 chia 150 bình bằng 1 chia as bằng lấy căn bằng, đúng rồi, số đẹp 15 căn 3, x bằng 15 căn 3, đúng chưa các em? X bằng 15 căn 3, từ đấy sẽ ra là UR nhỏ bằng 15 căn 3 này. Và UR lớn thì bằng 4 lần UR nhỏ, tức là bằng 60 căn 3. Đây là vốn vốn. Giá trị điện áp U, tức là giá trị điện áp hai đầu đấy. Thì muốn tìm được U thì cần phải tìm được UL với UG nữa, UC. Đúng chưa các em nhỉ? Thì UL với UC là gì? Thì câu này chúng ta sẽ có ra được này. À, câu UL với UC có đặc điểm đó là chúng ta được có được UR lớn UR nhỏ đó đúng không? Thì các em hiểu thế này này, UAN nó cho là bằng 150 thì nó bằng căn của AN là UL bình cộng UR lớn cộng UR nhỏ tất cả bình. Thì cái này tương đương với là 150 bình thì bằng UL bình cộng với gì các em nhỉ? UR lớn cộng UR nhỏ. Thì UR lớn ở đây cộng UR nhỏ ở đây chúng ta vừa tính ra là được UR lớn là cộng UR nhỏ là bằng 15 căn bậc 3 cộng thêm 60 căn bậc 3 tất cả bình. Đây là UR nhỏ, còn đây là UR lớn. Chúng ta biết rồi đúng không ạ? Vậy UL bằng bao nhiêu nhỉ? 150 bình trừ đi cho 15 căn 3 cộng 60 căn 3 là 75 căn 3 trừ đi cho 75 bình phương nhân 3 bằng lấy căn nữa bằng, nó ra được 75 V. UL bằng 75. Được chưa các em? UL bằng 75, được chưa các em? Tương tự thì chúng ta lại tìm được cái gì? UMB. UMB. UMB thì nó sẽ bằng căn của UL trừ UC tất cả bình cộng UR nhỏ bình. Và cái này chúng ta có UMB nó cho là 30 căn 3 rồi đúng chưa? Thì bằng căn 30 căn 3 tất cả bình luôn đi. Đúng chưa các em nhỉ? Thì nó sẽ bằng UL trừ UC, UL là bằng 75 trừ UC chưa biết, phải ẩn số phải tìm, cộng với 15 căn bậc 3 tất cả bình. UR nhỏ chúng ta vừa tính ra 15 căn 3 đúng không? Vậy giải ra UC bằng mấy nhỉ? Sẽ xem nào. 30 bình nhân 3 trừ 15 bình nhân 3 bằng căn át bằng 45. UC UC đấy nó ra được là bằng hình như có hai giá trị thì phải. UC bằng 30 và UC bằng 30 và UC bằng bao nhiêu các em nhỉ? 75 cộng 45 là 80 cộng 10 120 V. Thì cái này chúng ta loại đi này. Tại sao chúng ta loại đi các em nhỉ? Tại vì theo giản đồ ấy, thì UC nó phải lớn hơn UL. Đúng chưa? Chúng ta loại mà loại cái này đi. Vậy sẽ ra là UAB bằng gì? UAB bằng căn của UL trừ UC tất cả bình cộng UR lớn cộng UR nhỏ tất cả bình. Việc các em đã thấy số rồi đúng không ạ? UL chúng ta tính ra 75 này. Nói chung là cái này đều ra được là 75 trừ 120 là 40 bình. 40 ra bao nhiêu nhỉ? 75 trừ 120 bình phương cộng thêm 75 bình, 75 bình nhân với 3 đúng không? Bằng lấy căn, số nó ra hơi xấu, gần đến gì nó sẽ đặt chip 137.47 mà 137.47 thì sắp xỉ đáp án A, gần giá thì nó sẽ nhất, đúng chưa? Gần nhất là đáp án A. Để cho các em nhá, thì câu này chúng ta tự thay số nhé. Nó được 137.47 thì nó sắp xỉ là 140, gần A. Để cho các em, đó là câu 36. Nói chung là giải từ lúc này đến giờ thì có vài câu có cảm xúc. Để cho các em nhá. Đấy, xong câu này các em nhá. Đấy, chúng ta như dùng xin binh cộng cốt binh bằng 1 nha các em. Để chúng ta xem lại thì sẽ biết. Rồi, tiếp nào, câu 37. Rồi, Việt Nam sắp đá rồi nha. Rồi, câu 37 này. Còn 4 câu nữa, 37. Thí nghiệm người ta đặt lần lượt U cắn 2 cốt vào 4 mạch điện RLC khác nhau. Mỗi mạch điện có 3 phân tử RLC có số liều đó. Đoạn mạch 1, 2, 3, 4, R như thế này. Công suất, câu này dễ này. Câu này dễ này. Công suất thì có thể bằng U bình nhân R chia Z bình, là Y bình phương nhân R đấy. Thì cái này thầy sẽ nhân 2 về R thì là U bình chia R nhân R bình chia Z bình. Đó là nhân 2 về R đúng chưa ạ?
Thì cái này suy ra được là P bằng cái gì em nhỉ? U bình chia R nhân với cái gì em nhỉ? Cốt bình phi. Bởi vì R chia Z chính là cốt bình phi. Thì câu này thì U thì như nhau rồi, U thì như nhau rồi. Và người ta bảo là công suất lớn nhất, thì công suất sẽ lớn nhất nếu như là cốt bình phi chia R lớn nhất, đúng không ạ? Bởi vì U là như nhau rồi, thì cốt bình phi chia R lớn nhất thì công suất sẽ lớn nhất. Thì chúng ta sẽ lấy bấm này, cái này là 0,6 bình chia 60. Cái ra được là 6 nhân 10 trừ 3 này. Cái này là thầy đang bấm là cốt bình phi chia R nhá các em. Mơ à? Các em xem không bị mơ thì xem về tường là xem không mơ thôi ạ. Đấy, cái này là 0,7 bình chia 100. Nó ra được là 4,9 nhân 10 trừ 3. Cái này là 0,8 bình chia 90. 7,1 nhân 10 trừ 3. Cái này 0,9 bình chia 120. Đấy, thầy đang bấm cốt bình phi chia R nhé. Thì nó sẽ ra được là 6,75 nhân 10 trừ 3. Đấy là cốt bình phi chia R nhé các em. Về C, đúng không? Mạch 3. Mạch 3 thì là D, đúng chưa các em? Mạch 3 nhưng đáp án phải là D các em. Đấy, xong câu này. Ơi dài, dài nhỉ. Còn mấy câu nữa. Đây, câu tiếp theo nào. Đấy, D nhá các em. Hình như có hai câu này dễ này. Câu này hơi khó một tí. Hai câu này dễ thầy chữa trước nhá. Hai câu này dễ thầy chữa trước này. Câu 40 chữa ngược lên từ dưới lên đi. Một mạch ô có công suất không đổi trên cùng một ô có 3 điểm ABC. Đấy, thầy chữa câu 40 trước nhá. 3 điểm ABC này. O này, A này, B này, C này. Đấy, tới nguồn bức câu đúng không? B kém hơn A là 20 Ben. Tức là LA trừ LB thì bằng 2 Ben này. Được chưa? Mức cân đối tại B lớn hơn C là 2 Ben. Vậy LB trừ LC thì bằng 2 Ben này. Thầy đang đổi với Ben nha các em. Thì câu này thì như thầy làm cho trên lớp rồi phải. Câu này giống với đề của thầy thì phải. Thì cái này nó sẽ bằng gì ạ? Chúng ta biết là LA trừ LB thì bằng 2 log của cái gì nhỉ? DB chia DA. Đúng chưa? Và cái này bằng 2 log của cái gì nhỉ? DC chia DB. Thì câu này dùng mèo một tí nhá. Đặt cho thầy DA bằng 1. Tức là đặt cho thầy cái đoạn này bằng 1 này. Đúng chưa? Đặt cho thầy DA bằng 1. Thì DA bằng 1 ấy, chúng ta thay vào đấy ấy, chúng ta sẽ tìm được DB. Thì DB nó sẽ bằng 10. Đúng không? Hình như thế, chuẩn rồi. 22 bỏ đi này, 1 là bằng 10, chuẩn rồi đấy. Và khi DB bằng 10 thay vào đấy ấy, thì DC các em suy ra là, bởi vì chúng ta có DB bằng DB bằng 1 đúng không? À để, xin lỗi, DB bằng 10 thì DC bằng 100. Đúng chưa? Vậy tỷ số của BC trên AB thì BC chia AB. Bài này dùng một cái mèo đó là đặt cái khoảng cách nhỏ nhất bằng 1 các em nhé. BC thì nó chỉ là bằng BC thì nó bằng là 100 trừ đi cho 10 là bằng 90. Chia cho AB thì AB nó bằng 10 trừ cho 1, 10 trừ 1 là 9. Vậy cái này bằng 10. Đúng chưa các em nhỉ? D. Đúng chưa? Câu tiếp này. Câu này thầy đặt cái DA này bằng 1 rất là tinh tế nhá và dùng một công thức LA trừ LB bằng 2 logarit của DB trên DA. Thì dạng này thầy đã dạy các em trên lớp rồi. Câu 39. Cho một mạch điện gồm có cuộn dây có R bằng 30 và L bằng từng này. L bằng tim này chúng ta tìm được ZL luôn đi. ZL bằng L omega và bằng 60. Đúng không nhỉ? 60, chuẩn rồi đấy. Omega là 100 pi nha các em. Khi C bằng C1 thì hiệu dụng giữa hai bàn tụ thì điện C bằng C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bàn tụ đạt cực đại. C bằng C2 thì dòng điện hiệu dụng đạt cực đại. Câu này dễ thôi. Cuộn dây này có điện tử trong, tức là mạch này chỉ có cuộn dây và tụ C thôi, L, R nhỏ và C. Câu này dễ đúng không ạ? Chúng ta có C bằng C1 thì ZC1 bằng ZL bình cộng với R bình chia ZL. Và cái này bằng 60 bình cộng với 30 bình chia cho 60. Đây là công thức ZC để cho UC mắc. Đúng chưa? Chúng ta nhớ công thức này không ạ? 60 bình cộng 30 này, bình bằng chia cho 60 và bằng 75. ZC1 bằng 75. ZC2 thì nó xảy ra cộng hưởng. Bởi vì C bằng C2 thì dòng điện hiệu dụng đạt cực đại nên nó xảy ra cộng hưởng. Vậy thì ZC2 chính là bằng ZL và bằng bao nhiêu nhỉ? 60. Vậy người ta hỏi ZC1 trên ZC2. Câu này muốn làm được thì phải nắm được công thức cực trị, đúng chưa các em? Thì nó sẽ bằng là 75 chia 60. Đúng không nhỉ? Đúng rồi đấy.
5 phần 4 C. Đúng chưa các em nhỉ? Câu này là muốn làm được câu này thì phải nắm được công thức cực trị. Đúng chưa các em? Đấy. Câu 38. 38 hơi dài, là câu cuối. Thầy chừa từ dưới lên rồi đấy, câu cuối. Vừa đẹp để xem đá bóng. Rồi, câu 38 nào. Câu này chắc là cũng dễ thôi. Một sóng cơ truyền từ nơ đến mơ với chu kỳ là nơ đến mơ nhá các em, đây là nơ này. Đây là mơ này. Nó truyền từ mơ nơ đến mơ này. Với chu kỳ là 1,5 giây, chu kỳ T bằng 1,5 giây. Biên độ không đổi tại điểm T0, lý độ của mơ và nơ cùng bằng -5. Đúng chưa? Rồi, P là trung điểm của mơ và nơ đang ở biên dương. Ở thời điểm T1, lý độ của phân tử mơ và nơ là -12 và -12. Tại điểm T bằng T1 cộng với 0,25 thì phân tử P cách vị trí cân bằng một đoạn gần nhất có giá trị là bao nhiêu? Được chưa? Câu này chúng ta thử làm như sau này. Gì đây nhỉ? Ở thời điểm T, lý độ của mơ và nơ đây bằng 5, trừ 5 đúng không? Thầy dùng xem này. Đây là trục X đúng không? Giả sử biến độ A chúng ta chưa biết, nhưng đây là trừ 5 này. Và đây là nơ, và đây là mơ. Tại sao đây là nơ, đây là mơ? Bởi vì nơ thì nó chạy trước mơ. Nơ sóng truyền từ nơ đến mơ mà. Vậy nơ nhánh phát mơ đúng chưa các em? Rồi này. Đây là ở thời điểm T1. À đâu, đây là thời điểm T0 chứ. Đây là thời điểm T0. Đúng chưa? Tại thời điểm T1 thì phân tử là -12 và -12 đây. Đây là T0 nha các em. T1 đây là như sau này. Đây là x, một thằng là -12 này. Một thằng là -12. Nơ là -12 này. Và mơ là -12 này. Nơ là -12 đúng. Ở đâu? Nhầm. Nó viết ngược. Lý độ phân tử mơ là -12 và nơ là -12. Thì ở đây nó phải dưới cơ. Đây là mơ, đây là nơ. Thầy bỏ cái trên này đi nhé. À không, không được. Đây là nơ, xin lỗi, nơ này. Đây là mơ. Thầy viết ngược. Đúng chưa các em? Thì chúng ta hiểu thế này nhé. Bỏ cái này đi. Chúng ta nhìn thấy nơ nó vẫn cứ chạy trước mơ đúng không? Và độ lệch phá này là không đổi, có nghĩa là cái góc này các em này, nó bằng cái góc này này. Bởi vì độ lệch phá mơ nơ là không đổi. Thì câu này chúng ta dùng một cái công thức rất là hay, đó là chúng ta biết này, chúng ta biết thế này các em nhá. Chúng ta chú ý một tí, biết cái này này. Đây là dương A, bên đây là trừ A này. Đấy, cái này chúng ta nhìn thấy này. Cái góc này các em nhá, cái góc này này. Cái góc này thì nó sẽ bằng góc này ấy, nhìn thấy cái góc này không ạ? Thì nó sẽ bằng sao này thầy ngạo quá nhỉ, chết thật. Hai cái góc này bằng nhau này. Đúng chưa? Thì góc này cũng bằng alpha đúng chưa các em? Ở đây thì chúng ta có cos alpha ở đây. Nó bằng 5 chia A này. K chia huyền là 5 chia A. Đúng chưa? Còn ở đây chúng ta có sin alpha ở đây các em này. Bên này có sin alpha ở đây này. Thì nó lại bằng là đối. Đối là 12 đúng không? Chia A này. Đúng chưa? 12 chia A. Ở đây là nhớ là ở đây là thời điểm này thầy cho là n bằng 12. À đâu? N bằng dưới 12 và m bằng trừ 12 nhá. Theo D nhá. Thì thầy lại sử dụng sin bình cộng cos bình bằng 1, tức là 5 bình trên A bình cộng với 12 bình trên A bình bằng 1. Vậy từ đây tìm được A bằng 13. Đúng chưa? A bằng 13. Được chưa các em nhỉ? Tìm được sóng A bằng 13. Nó bảo là thời điểm T2 A bằng 13 thì thầy sẽ vẽ một vòng tròn khác nhé. Đây A bằng 13 này. A bằng 13 này. Đây. P của mơ nơ đang ở vị trí biên dương. À chết chết chết. P của mơ nơ. Cái gì nhỉ? Phân tử tại trung điểm P mơ nơ đang biên dương. À đây chúng ta có này. Ở đây thầy quay lại một tí nhá. Đây. P nó đang ở biên dương mà trung điểm. Trung điểm tức là P nằm đây này. Đấy. P nằm đây thì sau đó P nằm đây này. Đấy. Biết thấy sao chưa? Bởi vì P là trung điểm thì có hai trung điểm. Một là đây, hai là đây. Nhưng P ở biên dương là ở đây. Đúng chưa? Vậy thì sau đó P ở trung điểm thì ở thời điểm T1 này thì P là ở đây. Đây, thời điểm T0 thì P ở biên dương đúng không ạ? Thời điểm T1 thì P ở đây. Đúng chưa các em nhỉ? P ở đây. Thì người ta bảo là gì? Tại thời điểm T1 còn phải 0,25 giây. 0,25 giây chúng ta nhầm ra là 1/6 chu kỳ. Đây. P ở đây ở thời điểm T1 này. 0,25 giây chu kỳ T là bằng 1,5 giây đúng chưa ạ? 0,25 giây là 1/6 chu kỳ, 1/6 chu kỳ là quẹt 60 độ. Đây, 60 độ. A thì bằng 13 rồi đúng chưa các em? A bằng 13 rồi đúng chưa? Bên đây là -13, góc này 60 thì góc này 30. Đây là thời điểm T2. Thì thời điểm T2 thì chiều xuống đây nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ?
13 nhân cos 30 căn 3 trên 2 nhân cos 30 bằng 2, 13 nhân cos 30 12 13 nhân căn 3 chia đôi bằng, nó sẽ ra được con số là 11,25. 11,25. Đúng chưa các em nhỉ? 0,25 chứ. 0,25 mà. 0,25 là 1 phần 0,25 là 1/6. Đúng rồi. 0,25 là 1/6. 0,25 chia 1,5. À 1/6 đúng rồi. Thì 1/6 là nó quẹt được 60 độ. Đúng rồi, 60 độ thì chiếu xuống đây là nó xấp xỉ là trừ 11,25. Trừ 11,25 thì gần hai con số nào sau đây nhỉ? 11,25 trừ 10,5. Mệt rồi đấy. 0,75. 11,25 12 trừ 1 là chết cha. Tại điểm T thì P cách vị trí cân bằng một đoạn gần nhất với giá trị nào? Em cùng ra 11,5 12 mm. 11,25 thì nó sẽ gần với hai thằng này nhỉ. Câu này nó ra kiểu gì nhỉ? Cùng ra 11,25 đúng không? Đúng rồi, bởi vì P nó nằm ở đấy mà. P nó nằm ở trung điểm, lúc đấy M và P nó nằm đấy này thì P nó nằm trung điểm nó đây đúng rồi. Thôi rồi, đúng rồi đấy, một trong hai cái này. Thì như câu này nó hơi nhầm chỗ này vậy. Thôi, nghỉ thôi, xe đá bóng thôi. Đó, hôm nay thầy nghỉ ở đấy thôi nhá. Chắc là thầy inside day à? Em khách 12. Rồi ok. Được rồi. Hôm nay thầy nghỉ ở đấy thôi và chắc là thầy sẽ chúc cho gì nhỉ? Chúc cho Việt Nam nó thắng đi, được chưa? Gần đế hơn à. Nói chung là nó cũng sắp xỉ bằng nhau mà. Được rồi. Giao lưu với các em tí. Thầy xem thầy có đẹp trai nữa không nhá. Đấy, thầy xoay điện thoại. Đây. Đề chuẩn thầy ơi, không sai đâu. Ok, đúng rồi, chắc là không sai đúng không? 0,2 giây à? Cái đoạn nào 0,2? 0,2 là 0,25. Thôi nói chung là cách giải như vậy. Còn chúng ta từ xem lại đúng không? Đây. Hôm nay dài nhiều rồi. Live stream nữa, tối xem bóng đá. Dấu mọc dài đá tí. Để chắc em nha. Chúc cho Việt Nam thắng đúng không các em? Đoàn 0,25 là 0,2 à? Chắc là in nhầm. Thôi kệ nó đi. Được chưa? Giải thì chúng ta tự giải đã được, đúng chưa? Thầy cắt tóc chưa? Mai thầy sẽ đi cắt tóc và mai sẽ đẹp trai hơn ngày hôm nay. Đúng chưa các em nha? Được rồi. Rồi ok. Chúc các em gì nhỉ? Học tốt nhá. Thầy bây giờ thầy đi xem bóng đá đây và đi ăn một chút nữa. Chào các em nhá. Thả tim một tí nha. Chào các em. Thầy kết thúc nhá. Chúng ta bạn nào chưa xem được từ đầu thì sẽ về tường xem lại nhá các em. Thầy chào các em.